Đã sơn nước trắng trẻo, ốp gạch, gạch cầu thang màu đen còn thiếu tay vịn. Ở đây có một khoảng không, khoảng trống dưới cầu thang. Đây giống như là một cái khoảng để lấy sáng. Cầu thang không có xây sát với tường, chỉ là một khoảng. Mình quay lại khung cảnh ở dưới. Hai mình thấy hình như nhà này có cả thang máy luôn. Vâng, đó, cái chỗ góc kia là thang máy. Phòng này chắc là của các anh em nghỉ ngơi. Lát gạch và chùi rửa sạch sẽ nè. Các anh em có thể nghĩ lại trong này. Đây là một cái phòng vệ sinh, chưa có thiết bị vệ sinh, chỉ mới ốp gạch tường và lát gạch sàn. Rồi đi lên. Với những ngôi nhà phố như thế này thì chiều cao rất là quan trọng các bạn. Tại vì do diện tích không được quá lớn. Đó, ở đây sẽ có một cái phòng nữa. Nếu mình không làm thì đây là cái một dạng kiến trúc lật tầng các bạn. Đó, lật tầng, ở đây cái tầng này nó sẽ phải để lật xoay cái tầng cái bên đối diện. Hiện thì còn một tháng nữa là tới Tết. Thì căn nhà phố này cũng sẽ gọi là ráng gấp rút hoàn thành để kịp giao cho chủ nhà trước Tết. Các anh em hiện đang làm việc ở tầng dưới rồi. Bây giờ mình đi lên mấy tầng trên thôi. Cơ bản là giống nhau, không có gì khác biệt quá nhiều. Một phòng ngủ khác. Ở đây giờ còn mấy người làm anh? Hai người hả? Giờ cháu làm gì nữa? Còn xong không? Cái này kịp giao trước Tết à? Kịp chứ, giờ nấu thì giờ có năm can đá không mấy đi còn người đâu có gì nữa. Giờ nặng giúp ông sơn nước đây nữa nè. Sơn nước thì chưa thấy làm được hết đi. Sơn nước là bên anh Sự hay sao ta? Sự đấy mà giờ điện nấu nè, hứa thứ hai cũng làm thì mấy lính con tốt rồi, hứa thứ xếp rồi, hứa thứ hai cũng làm anh làm, hứa thứ hai cũng làm. Qua này anh xịt đuổi bắt đầu rồi bỏ luôn. Nhà này cao tầng ghê, anh leo cầu thang mỗi dọ luôn. Nhà này có tắm nhiều rồi. Có thang máy đúng không? Cái này có thang máy hả? Đấy, thang máy đấy, mình chưa đứng đá. Chưa giờ thấy cái thang máy nằm ở cửa nhỏ vậy luôn á. Thằng máy phát sinh rồi nữa. Nhưng còn nghĩ tới tới là có đâu mà cũng như hàng đàn nữa. Cái thang máy này ngang chắc được 1 mét quá ha. 6 tấc rồi hả?
Nhưng mà đúng là nhà cao nên xây thang máy đi nó đỡ chứ. À, cấu trúc lệch tầng. À, ở đây mình thấy có cái ban công mà. Đây, ban công rất là đẹp. À, đây mình mở thử ra được không? Được, được, mở được. Wow, rất cao nha các bạn. Nó là rất cao. Đứng như này gió mát lắm. À, có một số chi tiết của phong cách cổ điển. Đây, lục bình. Có làm che bê tông ở trên đỡ nắng. Đây, làm che. Đó, đẹp chưa? Hôm nay đi thời tiết ủng hộ các bạn. Trời nắng mát mẻ. Đây là biển cá bè. Hoàn cảnh xung quanh biển cá bè. À, ok ha. Còn một tầng nữa, mình đưa lên nóc luôn để coi trên tầng này là tầng gì. À, wow. Rất là đẹp, đứng từ góc này nhìn lên rất là đẹp các bạn. Ở đây có một cái máy che nắng là bằng sắt mỹ thuật, có hình những bông hoa. Khi ánh nắng nó chiếu vào thì nó sẽ tạo ra những cái vệt bóng in trên tầng nè. Đó. À, rất là hay, rất là đẹp. Này mình đi nhiều nhà do công ty thiết kế rồi mà đây là cái nhà đầu tiên mình thấy có một cái máy nó đặc biệt như vậy. Đương nhiên là nó sẽ có một lớp kính trong ha, nó lớp kính trong này nó sẽ ngăn cho mưa, nước mưa rớt xuống. Còn cái tấm sắt mỹ thuật này nó sẽ chỉ là để trang trí thôi. À, trang trí và lấy sáng cho cả nhà. Nhờ cái máy này mà các bạn sẽ để ý là từ tố trên tầng cao này mà nhìn xuống này, ánh sáng sẽ xuyên thẳng xuống mấy tầng lầu luôn. Đó, đó là lý do mà công ty thiết kế cái kiểu cầu thang như vậy nè. Đó, combo máy lấy sáng và thiết kế cầu thang vậy để cho ánh sáng nó lọt vào nhiều hơn. Đó, hai bên ánh sáng phải len lỏi được. Thì ở đây cũng có hai gian. Một gian này thì mình nghĩ sẽ để mấy cục nóng của máy lạnh, máy điều hòa với lại một số cái thiết bị chạy điện khác. Có thể bồn nước bên này luôn. Theo mình còn bên này thì có thể mình sẽ có một cái bàn nhỏ nhỏ ngoài đây chăng. Mình thấy cũng có cái dây nối ở đây thì cũng có thể là để thêm một cục nóng ở đây nữa. Đó, mỗi bên một cục chia ra, mỗi bên một vàng cục nóng cho máy lạnh. Ok, ở tới đây là đỉnh cao nhất của tòa nhà rồi các bạn. Khung cảnh đây còn thoáng hơn cái tầng ở dưới nữa. Đây đứng khá nắng ha, tại vì không có được cái lam che. Cái lam che hồi nãy mà đứng ở tầng dưới là cái này nè. Đó, đây lam che bê tông. Cái làm che cái tầng ở dưới thì cái ban công nó hơi che ra một chút. À, còn giờ này thì không có làm che gì cả, đứng nắng sắp mặt luôn các bạn. Rồi sói đầu luôn á. Riêng về nhà này mình rất là thích cái máy này. Rất là nghệ thuật, rất đẹp. À, quay lại các bạn coi lại thêm lần nữa. Man,
đi xe gì xuống? Dạ con đi ô tô, con tự chạy xuống. À dạ. Vậy là không qua Đồng Tháp luôn rồi hả? À sáng con đi Long An. Con đi, đi Long An lên đây xong chắc con về. Còn Đồng Tháp xa quá để bữa khác. Dạ. Về còn có việc nữa. Thôi chắc con xin phép con về luôn. À, dạ giờ dọc chảnh à. Dạ con về rồi, giờ dọc chảnh. Ở lúc là nhà Trân con xuống con lấy tư liệu ra luôn á. Dạ đúng rồi, toàn bộ nhà chị Trân là con lấy hết. À. Dạ. Từ lúc mà làm móng rồi lên tới hoàn thiện luôn. Dạ con cứ lâu lâu con chạy xuống mấy anh em quay chụp. Ở lúc nhà móng đây đâu con lấy tư liệu ha. Dạ bữa đó con bị bận, nói chung chạy nhiều nhà lắm chút, con chạy tùm lum nhà công ty á. Nói chung rồi rảnh được lúc nào thì con chạy lúc đó à. Nhà chị Trân đẹp quá trời. À có cái hồ bơi mát rượi luôn. Lên cái tầng máy nhà mình cũng đẹp ghê chú, có cái lam sắt á, lam sắt máy nó sáng, lấy sáng tốt ghê. À thằng Chanh á bu ly á. Dạ hồi trước cũng lập kiến mà kiến là nó nặng ghê quá. Nó là cái miếng trong trong á, là cái gì ta, cái miếng trong trong ở trên cái máy là bu ly á. Bu ly hả? À cái đó nó nhẹ hơn, bu ly nhẹ hơn ngủ. Nhưng mà nó chắc là nó không bền bằng kiếm hả ta? Không, nó so với kiếm. Nó nhẹ hơn kiếm. Nhẹ hơn kiếm. Mà bầu bền nó cũng cao lắm. Dạ. Còn kiếm lên nó nặng, trên cao quá, lâu nhỏ quá. Dạ. Nó khi á, sợ nó dễ nổ á. Đúng rồi, kiếm thì nó bị đó. Đó, mình lạc á, khi lâu ngày nó hở móng đinh á, hai con cọ nó dễ đi đó. Dạ. Hiển quá, anh chú không dám lợp, anh ra kia thằng lợp cho chú bu ly á. Dạ. Thấy lấy sáng tốt ghê, đẹp. Nó, nắng nó chiếu qua á, nó tạo hả, hoa văn trên bức tường đẹp. Thiết kế là tầm hay. Dạ thôi con xin phép con đi chú. Dạ. Rồi, hiện tại mình đã ra mặt đường để có thể thấy toàn cảnh được cái mặt tiền của ngôi nhà phố này rồi các bạn. Đó. Không, nhà phố này bề ngang chỉ có 3 mét thôi nha. 3 mét nhưng vẫn có thể binh được theo cái phương án tân cổ điển. Đây, mình đi qua bên hông, mình quay cái mặt hông của nhà phố này. À. Thì sắp tới rồi, mình sẽ còn quay lại đây nữa. Chưa, clip này chưa phải là clip cuối của ngôi nhà này đâu.